He, các ngươi là 5 anh em siêu nhân đúng không? Đúng vậy, ngươi là ai? Xin tự giới thiệu, ta chính là đại tướng Ma Sát Sống mới được bổ nhiệm. Hôm nay ta tới đây là để tiêu diệt các ngươi. Ngông cuồng, bọn ta đã muốn tìm các ngươi mà các ngươi lại dẫn xác tới đây đồ mạng sao? Các bạn ơi, hãy tiến lên. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao đỏ. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao vàng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao hồng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao xanh. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao lục. He he he, hãy xem ta đây. Các bạn ơi, hãy cẩn thận, tớ thấy mấy con hình nhân này rất là kỳ lạ. Đúng vậy, chúng mang đầu gao như chúng ta kìa các bạn ơi. Được rồi các bạn, tớ nghĩ thiên hạ thủ vi cường, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Tiến lên các bạn ơi. Hay ya. Có chuyện gì vậy gao đỏ? Tớ không biết nữa, các bạn hãy cẩn thận đấy. Hay ya. Nisa, cậu bị làm sao vậy? Tớ cũng không biết, nó tấn công từ lúc nào, tớ chưa kịp nhìn thấy gì cả. Hay ya. Thơ Nguyễn, cậu đã phát hiện ra cách bọn chúng tấn công chúng ta chưa? Không, tớ không thấy gì cả. Nhưng tớ có cảm giác như tớ bị trúng đòn của chính mình vậy. Hay à. Tiểu Bảo Bảo, cả cậu cũng bị sao? Được rồi, hãy xem ta đây. Dừng lại đi Nguyễn Thành Nam, trước khi biết rõ về bọn chúng ta không nên tấn công nữa. Hay à. Nguyễn Thành Nam, cậu không sao chứ? Thơ Nguyễn, cậu nói đúng, năng lực của bọn chúng là phản lại đòn của chúng ta. He he he, giờ mà các ngươi mới nhận ra sao? Các ngươi đúng là ngu ngốc hơn ta tưởng. Năm hình nhân kia chính là năm hình nhân thế mạng của các ngươi đấy. Nói cách khác, dù các ngươi có tấn công thế nào, thì người bị thương cuối cùng lại chính là bản thân các ngươi mà thôi. Không thể nào, có phải ngươi đang hù dọa bọn ta đúng không? Không đâu Tiểu Bảo Bảo, hắn nói thật đó, nguồn năng lượng làm cho chúng ta bị thương là của chúng ta đó. Vậy là hắn đã êm bùa chúng ta chăng? Rất có thể là như vậy. Thế thì các bạn ơi, chúng ta chỉ việc không tấn công bọn chúng nữa là bọn chúng không làm gì được chúng ta đúng không? He he he, các người đúng là quá ngây thơ đó. Các người nghĩ rằng chỉ cần không tấn công thì sẽ an toàn hay sao chứ? Hãy tiến lên các hình nhân của ta. Hay à. Hay à. Hay à. Hay à. Hay à. Không thể nào, bọn chúng có thể tấn công chúng ta trong khi chúng ta lại không thể tấn công bọn chúng được. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể thắng được bọn chúng đây? Tớ có cách này, nếu chúng ta triệu hồi robot siêu nhân Gao thì có thể chúng ta sẽ không bị thương. Được, vậy hãy tiến lên các bạn ơi. Triệu hồi robot siêu nhân Gao. Hay à. Không ổn rồi các bạn ơi. Robot siêu nhân Gao cũng không thể làm gì được bọn chúng. Đúng vậy, thế thì chúng ta hết cách rồi. Không ngờ tên đại tướng ma sát sống này lại lợi hại như vậy. Các bạn ơi, 36 kế chuồn là thượng sách. Đúng vậy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hiện nay chúng ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Vậy chuồn thôi các bạn ơi. Thưa thầy, đối thủ của bọn em lần này rất là lợi hại. Vâng đúng đấy thầy, dù bọn em có tấn công bọn chúng như thế nào đi chăng nữa thì người bị thương cuối cùng này là bọn em. Dù bọn em không tấn công thì bọn chúng lại có thể tấn công được bọn em. Chưa hết thầy ạ, bọn em đã triệu hồi cả robot siêu nhân Gao cũng không thể làm gì được bọn chúng. Thầy hiểu rồi, thầy đã từng nghe nói trong quân đoàn ma binh có một tên thuộc quân đội xác sống có khả năng ếm bùa. Những người bị hắn ếm bùa khi mà tấn công vào hình nhân của bọn chúng thì đối tượng bị ếm bùa sẽ hoàn toàn chịu mọi sát thương do đòn tấn công của chính người đó gây ra. Nhưng những hình nhân đó cũng có điểm yếu, đó là nếu người khác tấn công thì hình nhân đó sẽ chịu hoàn toàn mọi sát thương mà chủ nhân hoàn toàn không bị làm sao cả. Vậy thì chỉ cần chúng ta chia ra tấn công hình nhân của người khác, đúng không thầy? Đúng vậy. Nhưng bọn chúng cứ nhắm vào chủ thể mà đuổi theo tấn công
Làm sao chúng ta có thể đổi được? À, tớ có cách rồi. Vậy thì chúng ta hãy đổi trang phục siêu nhân cho nhau đi. Đúng rồi, bọn hình nhân đó chỉ có thể nhận được chủ thể qua trang phục. Nếu chúng ta đổi trang phục cho nhau thì bọn chúng sẽ không đề phòng. Đến lúc đó, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng. He, lũ 5 anh em siêu nhân bại trận mà vẫn còn dám vác mặt tới đây nộp mạng sao? Không đâu, hôm nay bọn ta tới đây là để tiêu diệt ngươi. He, chắc các ngươi bị các hình nhân thế mạng của ta đánh đến ngu người rồi đúng không? Dù các ngươi có tấn công hình nhân thế nào đi chăng nữa, thì người bị thương chính là các ngươi mà thôi. Được, vậy thì hãy thử xem sao. Hay à! Hay à! Hay à! Hay à! Hay à! Cái gì không thể nào? Ma thuật của mình không thể nào không có tác dụng được. Các ngươi, rốt cuộc các ngươi đã giở trò gì? Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta là siêu nhân đỏ sao? Thật ra ta chính là siêu nhân xanh. Còn ta không phải là siêu nhân xanh, ta là siêu nhân lục. Ta không phải là siêu nhân lục, ta chính là siêu nhân đỏ. Ta không phải là siêu nhân vàng, ta là siêu nhân hồng. Còn ta không phải là siêu nhân hồng, ta lại là siêu nhân vàng. Gừ, các ngươi dám lừa ta sao? Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Các bạn ơi, hãy triệu hồi robot hải tặc. Hay à! Gừ, hãy xem sức mạnh thật sự của ta đây. Hay à! Không ổn rồi, năng lượng hải tặc không thể chống lại được tên đại tướng ma sát sống. Vậy thì chúng ta hãy triệu hồi siêu nhân thần kiếm. Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm đỏ. Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm vàng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm hồng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm xanh. Siêu nhân biến hình, siêu nhân thần kiếm lục. Triệu hồi robot siêu nhân thần kiếm. Hãy chết đi, đại tướng ma sát sống. Cuối cùng, đại tướng ma sát sống đã bị tiêu diệt. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Năng lực của hình nhân sát sống là gì? Đáp án A, phản đòn. Đáp án B, tấn công. Đáp án C, phòng thủ. Và đáp án D, tàng hình. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.